cập nhật những diễn biến mới nhất về chiến sự nga ukraine sáng 29 tháng 7. romani lên tiếng về việc bắn rơi uav nga trên không phận ukraine. điện kremlin lo sợ trước viễn cảnh bà kamala harris lên nắm quyền ở mỹ. anh gửi 12.000 vũ khí chống tăng cho ukraine. Nga đối mặt với cơn ác mộng trên chiến trường. Tomahawk có cánh, hé lộ loại vũ khí Ukraine dùng để tấn công sân bay Olenya của Nga cách xa tới 1.800 km. Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga, kho dầu ở vùng Kursk cháy ngùn ngục ngụt. Ukraine phản công sực lửa chiếm lại vị trí gần Torres, Nga tháo chạy trên hướng Vodchansk. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Romania lên tiếng về việc bắn rơi UAV Nga trên không phận Ukraine. Vâng, kính thưa quý vị, Somani quốc gia thành viên NATO bác bỏ mọi tin đồn trên mạng xã hội rằng họ đã bắn sơ UAV Nga bay trên bầu trời Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania ngày 26 tháng 7 cho biết, các video trên mạng xã hội mô tả các đơn vị phòng không Romania bắn hạ UAV của Nga trên không phận Ukraine là thông tin sai lệch. Jumani nói rằng những tuyên bố này không có cơ sở thực tế, vì Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube chứ không phải các mục tiêu ở Romania. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ismail ở phía tây nam Ukraine vào đêm ngày 24 tháng 7. Thành phố cảng này nằm trên sông Danube, biên giới tự nhiên giữa Romania và Ukraine. Cuộc tấn công đã khiến cho không quân Rumani phải điều động máy bay chiến đấu F-16. Các mảnh vỡ của UAV sau đó đã được tìm thấy vào ngày 25 tháng 7 tại Plauru ở Rumani, nằm đối diện với Ismail qua sông Danube. Bộ Quốc phòng Rumani cho biết lực lượng nước này được triển khai tại khu vực biên giới với Ukraine không bắn vào các vũ khí tấn công của Liên bang Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Rumani Marcel Siolaku vào ngày 26 tháng 7 cho biết, để bắn hạ chúng, Ý UAV của Nga, chúng tôi phải bắn vào lãnh thổ Ukraine và tôi không nghĩ điều này được cho phép. Tôi chưa nghe nói đến bất kỳ quyết định nào về vấn đề này. Những máy bay không người lái này bị hỏa lực Ukraine bắn trúng và rơi xuống bờ sông Danube. Hiện vẫn không có mối nguy hiểm nào đối với người sumani trong khu vực, ông Siolaku nói thêm. Germany đã được hiện các biện pháp để bảo vệ công dân sống gần biên giới Ukraine, bao gồm là xây dựng hầm trú ẩn phòng không và triển khai hệ thống phòng thủ máy bay không người lái. Điện Kremlin lo sợ trước viễn cảnh bà Kamala Harris lên nắm quyền ở Mỹ Thưa quý vị, cú đảo lộn chính trị do đảng Dân Chủ gian dựng trước cuộc bầu cử tổng thống đã khiến cho Điện Kremlin đứng ngồi không yên. Kế hoạch của Nga đối với Ukraine đang gặp nguy hiểm. Điều này được nêu trong một bài viết của The Washington Post. Vào cuộc bầu cử tới, đối thủ của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump sẽ không phải là đương kim tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, mà là người đồng minh trẻ tuổi ngăn hàng của ông Kamala Harris, và thực tế này khiến cho Moscow rất lo lắng. Tờ báo của Mỹ viết: khi Biden rút khỏi cuộc bầu cử, đó là một đòn giáng mạnh vào nhiều thành viên trong giới thượng lưu của nga. Việc thay thế Biden bằng Harris gây ra nghi ngờ về khả năng tái đắc cử của tổng thống Trump, người được cho là thân thiết hơn với Điện Kremlin, có thể tạo ra cửa sổ cơ hội để chấm dứt chiến tranh với Ukraine theo các điều kiện hung hăng, bành trướng của nga. Nhà phân tích chính trị người nga và người sáng lập oil Politics. Tatyana Stanovaya lập luận rằng nhiệm kỳ tổng thống của Harris sẽ là một nỗi thất vọng to lớn đối với chế độ Putin. Chính quyền Nga đơn giản là không biết điều gì sẽ xảy ra ở ứng cử viên tổng thống mới của Mỹ. Tuy nhiên, họ tin tưởng rằng mọi cơ hội để chấm dứt xung đột theo cách riêng của họ sẽ bị đóng lại đối với họ. The Washington Post viết, Đối với Nga, việc Trump lên nắm quyền, người ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo độc tài như Putin và chỉ trích NATO và EU sẽ là một món quà. Tác giả lưu ý, những tuyên bố khoe khoang của ứng viên đảng Cộng Hòa rằng ông ấy sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ đã được chính quyền Nga đón nhận một cách vui vẻ. Họ tin chắc rằng kế hoạch của Trump là tống tiền Kiev phải đầu hàng Moscow và đây chính xác là điều mà chế độ Putin mong muốn và ngay cả phương án Biden đắc cử cũng sẽ có lợi cho Liên bang Nga hơn là Harris. Đối với Điện Kremlin, Biden là một nhà lãnh đạo rõ ràng và có thể dự đoán được, sự hiểu biết về các lãnh xanh đỏ và nếu một đảng viên Đảng dân chủ lên nắm quyền ở Washington, đó sẽ là thời điểm vô cùng bất ổn đối với Điện Kremlin. Washington Post lưu ý Điện Kremlin đang kiềm chế bình luận của công chúng về sự tháo lui của ông Biden, nhưng các nhà tuyên truyền ở Nga đã bắt đầu tấn công vào Harris. Không hoàn toàn rõ ràng những hành động của Harris đối với vấn đề Ukraine sẽ như thế nào nếu bà thắng cử. Tuy nhiên, bà đã nhiều lần công khai lên án hành động gây hấn của Nga, gọi đó là hành động mang trợ và vô nhân đạo. Nhìn chung thì dù ai lên nắm quyền ở Mỹ, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ không đạt được điều mình mong muốn. Kịch bản tốt nhất cho Nga là một người lên nắm quyền ở Hoa Kỳ, người có thể đạt được thỏa thuận với Nga và thông qua quốc hội. Nhưng kịch bản này hoàn toàn không thể xảy ra. Putin muốn điều mà không ai có thể đưa ra cho ông ấy. Kịch bản tiếp theo là Moscow muốn mọi thứ bụng cháy thì phải có sự hỗn loạn. Chuyên gia Stanovaya cảnh báo. Anh gửi 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, Nga đối mặt với cơn ác mộng trên chiến trường. Thưa quý vị, Anh đã cung cấp hơn 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Thông tin này được ông Luke Pollard, Thứ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết theo yêu cầu của nghị sĩ James Cartledges, khi được hỏi về số lượng vũ khí chống tăng đã được cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, ông Polas trả lời vào ngày 25 tháng 7 rằng Bộ Quốc phòng đã giao hơn 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa nước này với Nga bắt đầu. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng Anh không tiết lộ chi tiết về ý nghĩa chính xác của thuật ngữ vũ khí chống tăng. Thứ trưởng Pollard cũng nhấn mạnh mong muốn của Anh trong việc hợp tác với các đồng minh quốc tế để hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác quốc tế để sắp xếp và điều phối hỗ trợ của chúng tôi cho Ukraine như cách thể hiện cam kết tập thể, bền vững nhằm tạo ra một lực lượng vũ trang Ukraine có đủ khả năng ngăn chặn quân đội Nga về lâu dài, ông Pollard nói thêm. Tại Anh, Vũ khí chống tăng không chỉ bao gồm loại tên lửa phát vai như Enlaw và Javelin, mà còn cả Brimstone. Ukraine đã nhận được tất cả các loại đạn này bắt đầu từ năm 2022. Vào đầu tháng 7, có tin rằng Ukraine sẽ nhận thêm một lô 90 tên lửa dẫn đường Brimstone như một phần của gói viện trợ quân sự mới. Tên lửa Brimstone đã được binh sĩ Ukraine sử dụng từ năm 2022 khi Anh bàn giao lô đầu tiên thuộc biến thể Brimstone One. Sau đó, Kiev nhận phiên bản Brimstone 2 mới hơn nói chung thì chúng ta đang nói về hàng trăm tên lửa thuộc cả hai biến thể mặc dù là tên lửa không đối đất nhưng do ukraine không có máy bay phù hợp nên brimstone được triển khai từ các bệ phóng mặt đất di động nó trở thành vũ khí đất đối đất bên cạnh tên lửa brimstone trên chiến trường ukraine tổ hợp chống tăng hàng nhẹ enlo đã cho thấy hiệu quả đặc biệt cao trong việc chống lại xe bọc thép của nga ở cự ly gần Tomahawk có cánh, hé lộ loài vũ khí Ukraine dùng để tấn công sân bay Olenya của Nga cách xa tới 1.800 km. Thưa quý vị, cuộc tấn công vào sân bay Olenya do Ukraine thực hiện vào ngày 27 tháng 7 đã trở thành kỷ lục đối với máy bay không người lái Ukraine. Về khoảng cách gây sát thương, chuyên gia quân sự của Defense Express Ivan Kirichevsky đã báo cáo điều này trên Expresso TV. Chuyên gia Kiri Chepsky nói, cho đến nay chúng tôi chưa biết nhiều về kết quả cuộc tấn công chung của máy bay không người lái của chúng tôi vào sân bay Olenya. Tuy nhiên điều thú vị là máy bay không người lái của Ukraine vẫn chưa bay tới khoảng cách 1.800 km. Ngay cả khi bàn tính toán khoảng cách từ biên giới tiểu bang rất sơ khai, đây là một kỷ lục đối với lực lượng phòng vệ theo ông kết quả của cuộc tấn công vào sân bay olenya có thể còn tàn khốc hơn đối với người nga kết quả của các cuộc tấn công như vậy nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ liên bang nga rất khó phát hiện ra ngay lập tức Tuy nhiên, theo thời gian, chính người Nga cũng khám phá chi tiết, đặc biệt khi lực lượng vũ trang tấn công sân bay Angels và Diakilev có thông tin cho thấy một chiếc Tu-95 và Tu-22M3 bị hư hại, và nửa năm sau người Nga đã mở một vụ án về những cuộc tấn công này nơi họ cho rằng 8 máy bay ném bom đã bị hư hại chuyên gia quân sự ukraine nói tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cuộc tấn công vào sân bay Olenya, nhưng thực tế là chúng ta có một loại máy bay không người lái tầm xa có tầm tấn công giống như tên lửa tomahawk loại tomahawk có cánh này và người nga rất sốc về điều này như union đã đưa tin máy bay không người lái của tổng cục tình báo chính thuộc bộ quốc phòng ukraine đã tấn công đồng loạt ở các sân bay quân sự của đối phương Engels ở vùng Saratov, Diagileb ở vùng Ryazan và Olenya ở vùng Merman vào đêm 27 tháng 7 và ở vùng Mermansker buổi sáng. Một nhà máy lọc dầu ở Ryazan cũng đã bị tấn công. Theo thông tin sơ bộ, một máy bay ném bom tên lửa siêu âm tầm xa Tu-22M3 đã bị hư hại tại sân bay Olenya. Kết quả, các cuộc tấn công của UAV vào các cơ sở quân sự khác của đối phương hiện đang được làm rõ. Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga, kho dầu ở vùng Kursk cháy ngùn ngụt. Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn bao gồm tại một kho dầu. Theo tờ Kiev Independent, thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov cho biết, vụ tấn công bằng UAV xảy ra vào sáng sớm nay, ngày 28 tháng 7, khiến cho lực lượng phòng không trong khu vực được đặt trong tình trạng báo động và người dân được yêu cầu luôn cảnh giác. Thông tin chi tiết về vụ tấn công được ông Smirnov cung cấp hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại vật chất sau vụ việc. Một số kênh Telegram đưa tin cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn ở các quận Medvedinsky và Kursky thủ tỉnh Kursk. Một số video được người dân địa phương chia sẻ cũng cho thấy nhiều đám cháy đã xuất hiện trong khu vực. Theo Guardian, kho dầu bốc cháy nằm ở Polevaya của tỉnh Kursk. Ông Smirnov cho hay 82 lính cứu hỏa và 32 thiết bị đã tham gia dập lửa. Tỉnh Kursk nằm giáp biên giới với tỉnh Sumy của Ukraine, giống như các khu vực khác trên lãnh thổ Nga giáp với Ukraine. Kursk đã nhiều lần bị UAV và các loài vũ khí tầm xa của Ukraine tấn công trong những tháng gần đây. Ukraine phản công sực lửa chiếm lại vị trí gần Torez, Nga tháo chạy trên hướng Vopchansk. Quý vị thân mến, theo hướng RBC Ukraine đưa tin, có tham khảo của báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công bố vào ngày 28 tháng 7, quân phòng thủ Ukraine giành lại các vị trí đã mất trước đó gần Torres và tiến về Vopchan, trong khi đó bước tiến của quân xâm lược Nga về phía Tây và Tây Nam Donetsk được ghi nhận ở mặt trận. Phía đông Ukraine, khu vực Kharkov, lực lượng phòng thủ Ukraine gần đây đã tiến vào Vopchan phía đông bắc Kharkov. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 26 tháng 7 và 27 tháng 7 cho thấy quân đội Ukraine đã tiến xa hơn dọc theo phố Sobona ở trung tâm Vopchan và phố Stepova ở phía đông bắc thành phố. Tuyên truyền Nga cho rằng lực lượng vũ trang đã phản công gần Star Rissa. Nga tiếp tục tấn công ở các vùng Haliboki, Slobo, Zansky, Vopchan và Tikker, nhưng không thành công. Báo cáo trong nhóm kha cốt của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân xâm lược Nga đã chuyển một số nhóm từ quận Sotnitsky cô Zaka đến các vị trí tiền tuyến, có thể là ở một số khu vực khác của mặt trận theo hướng Kharkov. Vào ngày 27 tháng 7, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng Sivet, nhưng không có bước tiến nào được xác nhận trong khu vực này. Vào ngày 26-27 tháng 7, quân chiếm đóng tiếp tục tấn công vào các khu vực Vekhiov, Kamyansky, Spiny và Ivano-Darivka một blogger người Nga cho biết các đơn vị thuộc sư đoàn dù 106, sư đoàn dù của Nga, được cho là đang củng cố các vị trí ở ngoại ô Peresny. Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào khu vực Chasovoya, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận ở tiền tuyến. Tuyên truyền Nga cho rằng quân đội của họ tiếp tục tiến về phía tây Kalinivka, mặc dù viện nghiên cứu vẫn chưa xác nhận được rằng Nga đang hoạt động ở phía tây kênh Sivetsky Donetsk ở Donbass trong khu định cư hoặc lãnh thổ lân cận. Vào ngày 26 và 27 tháng 7, Nga tiếp tục tấn công vào vùng Yar thuộc vùng Hrihoripka và Andripka, Quân Ukraine mới đây đã lấy lại được các vị trí đã mất gần Torets. Đoạn phim định vị địa lý đã được công bố vào ngày 27 tháng 7 cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại được vị trí của mình ở phía bắc Torets. Bộ quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung ương Nga đã chiếm được Lozovskie. Điều này phù hợp với đánh giá của các chuyên gia viện nghiên cứu chiến tranh về bước tiến của quân chiếm đóng trong khu vực. Các blogger, người Nga cho biết quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoài ô phía đông của Vesali và tiến vào khu định cư và chiếm được khoảng 1 phần 3 ngôi làng, mặc dù Viện Nghiên cứu Chiến tranh không tìm thấy xác nhận nào. Vâng thưa quý vị, thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư hdnews btva com Và một lần nữa thì đội ngũ chúng tôi rất mong được nhận sự ủng hộ của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.